nấm màu vàng vàng nơi con cua được chuột đứng nha. Các bạn ơi, có bạn nào biết đây là con cua gì không? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Ui, mình mấy anh lấy con gít câu cá luôn á. Đâu đi mình thử cho nó ăn coi được không? Oh no. Oh no. Kìa mà, con thả cái gì xuống nước vậy con? Hả? À? Con gít đồ chơi của... Vậy hai đứa mua bánh kem cho mẹ vậy mẹ ăn ha. Nó này hơi nhỏ mẹ ăn mình hết được rồi ha. Oh no. Kim ơi, mẹ đố con đây là con gì nè? Ủa, con gì mà nó nặng quá vậy ta? Con này là cũng phải gần cả ký luôn á. Đâu, đi đưa em coi thử coi. À, con này nuôi nơi con cua mà. Nào mà nó màu vàng vàng nơi con cua được chuột đứng nha. Các bạn ơi, có bạn nào biết đây là con cua gì không? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. À, con cá gì mà cái mỏ nó nổ quá vậy mẹ? Người ta có để tên nó kìa con, hình như là con cá lạc đó. Yes. Thôi, cá nó tanh lắm, hai đứa đừng có gờ gờ vô hồi dính tay đó. Bây giờ mình đi những quầy khác xem đi các con ơi. À, cho mấy bạn cá này đói rồi, mình phải kiếm cái gì cho mấy bạn cá ăn thôi. Đối các bạn, đây là con gì? Đây là con gít đó nghe. Mình thấy ở dưới quê mình mấy anh lấy con gít câu cá luôn á. Đâu đi mình thử cho nó ăn coi được không? Oh no. Oh no. Kìa mà, con thả cái gì xuống nước vậy con? Hả? À? Con gít đồ chơi của con nè mẹ. Con tính cho cá ăn thử. Trời ơi là... Con gít này của con chỉ là con gít giả thôi, nó làm bằng nhựa, bằng mũ gì đó, làm sao con cá ăn được. Con cá câu nó chỉ ăn được thức ăn của nó, giờ ở đây người ta có bán thức ăn nè. Con mà cho con cá ăn con gít này có gì là con bị bắt, bị phạt đó biết không? Hả, con đâu biết đâu, mai mốt con không dám nó đâu mẹ ơi. Ha, mắc cười ra hay quá, đâu con cá ăn gít giả. Dần tới dần ngực mẹ rồi, mừng đi mua bánh kem ăn đi mày đi ha. Hai chị em mình đi lấy tiền tiết kiệm mua đi. Chở em đi vô lấy điện. Có điện rồi, mừng đi hai, đi hai ơi. Đi hai em ơi. A few moments later. Mẹ ơi. Gì vậy con? Mẹ ơi, con có mua bánh kem nè, để con nhảy mẹ coi. Yes. Wow, cái bánh kem này thơm quá nha. Có nhiều tầng nữa nè. Vậy hai đứa mua bánh kem cho mẹ, vậy mẹ ăn ha. Nó này hơi nhỏ, mẹ ăn mình hết được rồi ha. Oh no. Con mẹ, thôi thôi mẹ ơi, con mua tặng mẹ thôi, đứa bán con ăn đó mẹ ơi. Hả? Mua vậy là hát sinh nhật xong là thành bánh của con rồi đó hả? Từ từ.